Kính thưa quý khán giả, nửa đầu năm 2024, các hiện tượng thời tiết cực đoan như cuồng phong, bão lũ, động đất đã gây ra tổng thiệt hại khoảng 120 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Các tập đoàn bảo hiểm cũng chịu chung số phận khi phải chi ra khoảng 62 tỷ đô la Mỹ để bồi thường, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 37 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm trở lại đây. Và đây cũng là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay với tiêu đề Thảm họa liên tục, bảo hiểm khốn đốn bồi thường. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Kính thưa quý khán giả, Nhật Bản, một đất nước luôn hứng chịu những thảm họa như động đất, núi lửa phun trào do địa hình đã hình thành tự nhiên. Do vậy, Nhật Bản luôn chuẩn bị rất tốt cho các thảm họa thiên nhiên như xây dựng các công trình chống động đất, hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến và chiến lược ứng phó khẩn cấp mạnh mẽ có thể cứu được nhiều sinh mạng. Thế nhưng, trận động đất vừa qua vẫn gây tổn thất rất lớn. Thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong nửa đầu năm nay là trận động đất ở Nhật Bản vào những ngày đầu năm mới. Với cường độ 7,5 độ Richter, trận động đất đã làm rung chuyển bờ biển phía tây của Nhật Bản gần bán đảo Noto. Nhiều tòa nhà bị sập và hàng ngàn người không có điện hoặc nước sạch trong nhiều tuần. Hơn 200 người đã thiệt mạng, tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các công ty bảo hiểm phải chi trả khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Cùng với Nhật Bản, quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới là Mỹ cũng chịu nhiều tổn thất do thiên tai. Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 6, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA đã báo cáo 1.250 cơn lốc xoáy, cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn là 820 cơn. Như vậy, 2024 chắc chắn là năm tốn kém về thiệt hại do dông bão nghiêm trọng ở Mỹ với con số khoảng 45 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 34 tỷ đô la Mỹ được bảo hiểm chi chỉ trong vòng 6 tháng. Không chỉ bão lũ, năm 2024 được cho là năm có nền nhiệt cao nhất toàn cầu trong hàng chục năm trở lại đây. Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ, nếu tính từ năm 1850 cho đến nay, năm 2024 vẫn là một trong 5 năm ấm nhất với xác suất 60%. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ cách mạng công nghiệp. Mặc dù giới khoa học vẫn đồng tình với Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ khi cho rằng 2024 không phải là năm có nhiệt độ toàn cầu nóng lên hơn 1,5 độ C, có nghĩa là chưa có gì phải đáng lo. Tuy nhiên, vấn đề là xu hướng tăng nhiệt độ không có dấu hiệu dừng lại. Nhiệt độ cao kỷ lục được báo cáo trên toàn cầu vào tháng 6 là trên 50 độ C, đã được ghi nhận ở nhiều nơi tại Ả Rập Xê Út. Còn tại New Delhi, Ấn Độ, ghi nhận mức cao kỷ lục là 49,9 độ C vào tháng 5. Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, nắng nóng năm nay đã giết chết hơn 100 người trong vòng 3 tháng rưỡi tại quốc gia Nam Á này. Trong số những người tử vong, có 33 nhân viên bỏ phiếu đang điều hành cuộc tổng tuyển cử của đất nước tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc vào đầu tháng 6, khi nhiệt độ ở một số thành phố lên tới 46,6 độ C. Còn theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, có tới 75% lực lượng lao động của Ấn Độ, tức khoảng 380 triệu người làm việc trong điều kiện tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nhưng chưa đến 10% trong số 300 triệu hộ gia đình của đất nước sở hữu máy điều hòa không khí. Sóng nhiệt và hạn hán không chỉ gây ra nhiều ca tử vong do say nắng hơn, mà còn khiến cho cháy rừng có khả năng xảy ra nhiều hơn. Tại Texas, Mỹ, vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử tiểu bang đã thiêu rụi hơn 400.000 hectare. Một diện tích gần bằng kích thước đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Vào tháng 5, các vụ cháy rừng lớn bùng phát ở miền Tây Canada vào đầu mùa bất thường, buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Quay lại với nước Mỹ, ngoài đặc sản lốc xoáy còn được gọi là vòi rồng, thời tiết mùa đông khắc nghiệt vào đầu năm đã gây ra thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la cho quốc gia này. Hơn 2.500 kỷ lục địa phương về nhiệt độ thấp nhất đã bị phá vỡ. Ở các tiểu bang phía Nam, sự kết hợp của lượng mưa lớn kéo dài và tuyết tan đã dẫn đến lũ lụt ở một số vùng của Texas và Louisiana. Và hầu như mọi tiểu bang đều ban hành cảnh báo bão mùa đông. Theo các chuyên gia thời tiết Mỹ, do các khối khí Bắc Cực chịu trách nhiệm cho mức thấp kỷ lục và tuyết rơi dày, dẫn đến vô số tình trạng mất điện, đường xá đóng cửa và các chuyến bay bị hoãn.
Tại Nam Mỹ, Brazil đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng vào tháng 4 và tháng 5. Tại tiểu bang Rio Grande do Sul ở phía nam Brazil, 11 ngày mưa lớn dẫn đến lượng mưa lên tới 420mm đã gây ra lở đất nghiêm trọng và lũ lụt. Các tòa nhà bị sập, cầu và đường bị phá hủy và có 181 người tử vong. Hơn 90% khu vực tương đương diện tích Vương quốc Anh bị ngập trong nước. Đây là một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất mà đất nước này từng chứng kiến trong 80 năm qua. Với tổng thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, lũ lụt là thảm họa thiên nhiên lớn thứ ba trên toàn thế giới trong nửa đầu năm. Phần được chi bảo hiểm là khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Ở châu Âu có nước Đức đã trải qua những cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng. Một số khu vực đã chứng kiến lượng mưa lên tới 135mm chỉ trong vài ngày. Vì lượng mưa cao hơn nhiều so với mức trung bình trong những tháng trước đó, nên đất bão hòa không thể hấp thụ được nhiều nước mưa. Nhiều con sông tràn bờ, các dòng suối trở thành dòng lũ. Một số con sông đạt mức cảnh báo cao nhất tại nhiều thời điểm khác nhau. Sự kiện mất mát tốn kém nhất là lũ lụt ở miền nam nước Đức, với tổng thiệt hại 5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 2,2 tỷ đô la Mỹ được chi bảo hiểm. Sau trận động đất ở Nhật Bản, một số quốc gia Đông Á khác là Đài Loan, Trung Quốc cũng chứng kiến trận động đất mạnh 7,3 độ Richter trong tháng 4. Đây là thảm họa tồi tệ nhất trong khu vực kể từ năm 1999. Tổng thiệt hại là 4,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gần 1 tỷ đô la Mỹ được bảo hiểm chi trả. Cũng trong tháng 4, lũ lụt lớn bất thường ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và các quốc gia lân cận đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu. Theo thống kê, lượng mưa tại Dubai lớn nhất trong 75 năm qua. Một nghiên cứu khác kết luận rằng ngoài El Nino, biến đổi khí hậu cũng dẫn đến những trận mưa xối xả này vì nó dẫn đến nhiệt độ cao hơn và độ ẩm trong khí quyển nhiều hơn. Tại sân bay quốc tế Dubai, hơn 1.500 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Tổng thiệt hại cho khu vực ước tính là 8,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó thiệt hại được chi bảo hiểm là 2,8 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tại Trung Quốc lại liên tục hứng chịu combo thời tiết bất thường, từ nắng nóng thiêu đốt cho đến hạn hán và lũ lụt cùng xảy ra đồng thời. Tại các vùng phía Bắc nhiệt độ lên tới 40 độ C, thì các tỉnh miền Nam hứng chịu những trận mưa kỷ lục khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Theo phương tiện truyền thông nhà nước, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trên khắp các tỉnh Hồ Nam, An Huy và Quảng Đông. Trong khi đó, tỉnh Vân Nam ở phía Nam đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 6 thập kỷ, đe dọa nguồn cung cấp ngũ cốc và thủy điện của đất nước. Chính phủ Trung Quốc ngày 12 tháng 7 công bố 6 tháng đầu năm nay, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp với mức kỷ lục trong vài năm gần đây, hơn 93 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 12,8 tỷ đô la Mỹ. Còn theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất về vật chất và về con người trong nửa đầu năm 2024 kể từ năm 2019. Nếu như cùng kỳ năm 2023, thiệt hại về kinh tế trực tiếp tương đương chỉ 5,26 tỷ đô la Mỹ, thì năm nay thiệt hại hơn gấp đôi, tương đương hơn 12,8 tỷ đô la Mỹ. Thiên tai đã ảnh hưởng đến gần 32,4 triệu người dân, làm 322 người mất tích, tử vong, 23.000 ngôi nhà bị phá hủy, 856.000 người phải di dời khẩn cấp, gần 3.200.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Sự bất thường của thời tiết còn xuất hiện tại khu vực châu Phi, vốn được xem là nơi khô cằn nhất trái đất. Nhiều tháng mưa gió mùa đã gây ra lũ lụt ở Đông Phi, đặc biệt là ở Kenya, Tanzania, Burundi và Somalia. Ngoài ra, khu vực này còn hứng chịu các cơn bão nhiệt đới Hidaya và Iali đã tấn công vào tháng 5, làm trầm trọng thêm sự tàn phá. Có 283 người chết, gần nửa triệu người phải rời khỏi khu vực này. 6 tháng đầu năm 2024, thiên tai ở các khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi đã gây ra tổng thiệt hại là 40 tỷ đô la Mỹ, nhưng chỉ có 9 tỷ đô la Mỹ trong số những thiệt hại đó được chi bảo hiểm. Cả tổng thiệt hại và thiệt hại được chi bảo hiểm đều cao hơn giá trị trung bình trong 10 năm qua, lần lượt là 29 tỷ đô la Mỹ và 4,1 tỷ đô la Mỹ. Với miền Bắc Việt Nam, bão số 3 có tên quốc tế là bão Yagi cũng gây thiệt hại rất lớn đối với các tỉnh ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh và thủ đô Hà Nội. Hoàn lưu bão còn gây hiện tượng lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi. Theo tin từ Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 12 tháng 9,
Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp nhận thông tin hơn 9.000 vụ thiệt hại về tài sản và xe cơ giới, ghi nhận 14 trường hợp tử vong, 18 vụ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe. Tổng số tiền chi trả thiệt hại về con người và tài sản ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những số liệu sơ bộ ban đầu trong bối cảnh thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Do đó, số liệu về số vụ tổn thất và giá trị chi trả bồi thường bảo hiểm vẫn chưa thống kê được toàn diện đầy đủ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.